em lên lại nhá em nay lại nhá cái máy này thì uh, nay nó hơi bị tối cái máy này khi lai lên thì nó hơi tối một tí mọi người chịu khó nhìn hộ em nhá nó không nét như cái máy iphone như cái máy iphone vừa rồi mai nay nó bị mất tín hiệu 3 g mất tín hiệu vì cái một cái thì dùng sim villa một cái dùng sim của viettel ra đây là mất tín hiệu ấy Bác nào vừa rồi đang xem nai dở của em thì bây giờ vào lại nhá Vào lại để em phát like lại nhá Đây là cây nịu Nga này Nịu Nga Nịu Nga là một trong những giống nịu mà nó hot từ năm 2019 Nó gây bão thị trường Việt Nam từ năm 2019 cuối năm 2019 nó bắt đầu gây bão thị trường Việt Nam và giá của nó trong năm đấy nó rất là cao luôn. Một cái cây như thế này nó khoảng 4 đến 5 triệu một cây. Cây to như này, 4 5 triệu một cây đến tầm này thì thời điểm này thì giá nó rẻ là không phải là nó bão hòa với cái cây này cũng chưa nhiều người trồng ấy. À, cái giá nó rẻ đi là bởi vì là khi đã nó về thị trường Việt Nam rồi thì dân nông dân mình tự nhân giống được ra nhiều. Ngày trước là cây giống nó phải nhập ngoại từ bên Trung Quốc về đấy ạ. Ngày trước cây giống là mua cây giống rất là đắt. Bây giờ từ bên Trung Quốc về lên khi trồng được một cây to giá rất là cao. Còn bây giờ khi lông dân mình là người ta tự nhân giống, tự sản xuất được Chủ động về nguồn giống thì bây giờ cây giống rất là rẻ Và giá thành cây nó cũng rẻ đi rất là nhiều Cây như này em thanh lý này Em thanh lý giá chỉ có 1 triệu một cây Tán ngang tán là một sải tay nha mọi người nha Ngang tán là một sải tay Cao cây rơi vào 1m6 đến 1m8 Chưa tính bầu Cao cây 1m6 đến 1m8 chưa tính bầu nha mọi người nha Cây rất là đẹp luôn Cái điện thoại này của em không hiểu sao nó quay rất là mờ không mọi người nhìn được có rõ không? là em nhìn ở lắng rồi, em chói mắt là nhìn thế nhở? Liệu Nga nhá Liệu Nga là hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ à, Ngang tán một sải tay và cao cây nó rơi vào khoảng một uh, 1m6 đến 1m8 Hoa nó ra thành từng chùm như thế này Dòng liệu này là dòng liệu vừa chơi hoa vừa chơi quả nhá mọi người nhá Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ hoa nó ra thành từng chùm như những cái đèn nồng như này rất là xinh này. Cây này cây vừa chơi hoa được và vừa chơi quả được cây dòng liệu này dòng liệu siêu hoa siêu quả rất là sai hoa này. Em quay gần này quay gần cho mọi người nhìn rõ này. Cái điện thoại này của em nó hơi mờ. Rất là sai hoa sai quả, chơi hết hoa rồi thì lại chơi được quả nhá. Một cái ưu điểm của nó là à, vừa vừa chơi hoa vừa chơi quả, chơi hết hoa rồi thì quay khi quay nó đậu quả thì mình lại chơi quả. Cái bọn quả này là bọn quả mới nhá, quả này là mới ạ. Vừa chơi hoa vừa chơi quả luôn đấy ạ Đấy Hoa quả chi chít luôn Hoa đấy ạ Vòng nịu của Nga Siêu sai hoa, siêu sai quả Hoa đỏ, quả đỏ, ruột quả màu đỏ nhá Giá em bán rất là bình dân Chỉ có 1 triệu một cây Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210 Cái điện thoại này mờ nên mọi người xem nó không được rõ. Nên em phải phát lại một điện thoại kia em được. Để em phát lại một điện thoại kia chứ cái điện thoại này em nhìn em mà không nhìn được.